Okay, và bây giờ thầy và các em cùng đến với phần 5, part 5. Write about your visit to the zoo. Write about your visit to the zoo. Tức là viết về cái chuyến thăm đến sở thú của bạn đó. Em sẵn sàng chưa nhỉ? 1. When were you at the zoo? When were you at the zoo? Bạn đã ở sở thú khi nào? Mình đã ở sở thú cuối tuần trước thì chúng ta sẽ nói là I was at the zoo last weekend. Đó, ví dụ như vậy. When were you at the zoo? Bạn đã ở sở thú khi nào? I was at the zoo last weekend. Mình đã ở sở thú cuối tuần trước thì chưa nào? Tiếp tục hỏi số 2. What did you see there? Bạn đã thấy gì ở đó? Khi đến đó thì thấy gì? Mình thấy rất là nhiều những con tôm. I saw lots of peacocks. I saw lots of peacocks. Mình đã thấy rất là nhiều những con tôm được chưa nào? I saw lots of peacocks. What did the animals do when you were there? Những con động vật thì làm gì khi bạn ở đó? What did the animals do when you were there? Những con này thì khi đến thì thấy nó di chuyển rất là đẹp đúng không nào? They moved như thế nào? Beautifully. They moved beautifully. Chúng di chuyển rất là đẹp đúng không nào? They moved beautifully. Rồi, em đã hoàn thành chưa? Em hãy ghi có vẻ phân tích của các em ở đây, thời gian các em đến ở đây và hoàn thành cái bài viết này cho thầy được không nào? Rồi chúng ta cùng chuyển sang phần tiếp theo. Part 6. Phần 6 của chúng ta có gì cần nhỉ? Let's play. Đúng rồi, phần này là phần chơi với nội dung là animals in action. Ok, animals in action có nghĩa là những gì đó, những con động vật sẽ biến thành cái hành động những con động vật này như nào? Slowly, chậm nhẹ. Loudly là cái nào lớn này, lớn tiếng đấy. Noisily, noisily là ồn ào. Quietly là yên tĩnh. Quickly là nhanh chóng. Beautifully là xinh đẹp các em nhé. Đó ở dưới một ví dụ đấy, example. What did you see at the zoo? Bạn đã thấy gì ở sở thú? I saw the elephants. Mình đã thấy những con voi. What did they do there? Họ đã làm gì? Ok, họ đã làm gì ở đó? They walked slowly. Chúng như thế nào đấy? Chúng đã đi rất là gì? Chậm rãi. Được chưa nào? Còn các con vật khác em cũng có thể để ví dụ và chơi với các bạn của mình ở trên lớp. Ok, vậy là bài học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây rồi. Chúc em học tốt. Goodbye and see you next time.